Annyeonghaseyo, chào tất cả chị em bánh bèo thích làm đẹp. Nhiều bạn khi mà nhắn tin inbox cho mình hoặc là mình cũng thấy rất là nhiều đối với những trường hợp mà mình chứng kiến chứ không phải riêng gì mình không. Thì trước khi mà mọi người tìm hiểu và muốn làm đẹp thì lúc nào cũng vậy, nào là tôi muốn mắt to, tôi muốn mũi cao đẹp, tôi muốn như thế này như thế kia, tôi muốn đẹp, tôi muốn đẹp. Câu đầu tiên là kiểu rất là hăng hái, sốt sắng ha. Câu sau mới là quan trọng nè. Nhưng mà tôi sợ đau. Nghe câu đó xong thấy nản luôn. Các bạn để ý nha, những người nào mà như vậy á, mà kiểu như dạng không có vượt qua được cái ý chí của mình á, lúc nào cũng sợ đau, xong rồi đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Có cái cách nào mà mắt to mà không phải phẫu thuật không? Có cái cách nào mũi cao không không phải phẫu thuật không? Hoặc là có cái cách này cái cách kia, ngực bự mới phẫu thuật không? Nói chung là đặt cho mình những câu hỏi như vậy thì thực chất á, là mình không biết sao để cho mà vừa lòng các bạn luôn. Và mình thấy nha, những bạn nào mà tối ngày cứ đi lăn tăn chỉ vì sợ đau thôi á, mà đi lăn tăn làm đẹp mà kiểu đi vòng 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 sợ đau sợ này nọ, thích cái gì mà nhẹ nhàng nhất mà phải đẹp tuyệt vời nhất á, thì không có đâu. Những bạn ấy thì mình cảm giác như đẹp không tới nơi tới chốn á, thì kiểu đẹp nửa vời ấy, nhìn cũng được á, mà thôi cũng kệ đó. Còn không thôi á, thì chưa nói đến trường hợp xấu nhất á, là đã không đẹp mà còn gặp những cái sự cố trong phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Nên thành ra các bạn phải biết một điều đó là không có cái gì nó đẹp, nó nguyên hoặc là thành công mà không có cái sự thời gian để mà thay đổi. Có một vẻ đẹp mà mình cực kỳ đánh giá cao và ngưỡng mộ cô ấy, đó là Hoa hậu Hương Giang. Hãy nhìn vào cô ấy đi. Cái vẻ đẹp của cô ấy tính cho đến thời điểm hiện tại dường như là nó không có giới hạn luôn. Chỉ đơn giản là Hương Giang Hoa hậu nhìn thẳng vào vấn đề. Trở lại về vấn đề làm đẹp không đâu, và mình sẽ nói cụ thể hơn, đó là cái phương pháp nâng mũi bằng chỉ, một cái phương pháp không chính thống nhưng mà rất được chị em chúng ta thích làm, kiểu như dạng ưa chuộng như là mì ăn liền luôn. Và các bạn biết đó, mì ăn liền thì nó cũng chỉ là một cái phương pháp chống chế cho qua bữa thôi, chứ đâu có ngon và đâu có no đâu, đúng không? Đối với mình á, trời ơi, mình sửa lại rất rất nhiều cái ca nâng mũi mà trước đó đã nâng bằng chỉ. Phải nói là nó chua chát và nó trần thân luôn ấy. Bác sĩ á, làm rất là cực các bạn. Phải bóc tách từng tí và phải thật tỉ mỉ và thật cẩn thận. Các bạn đâu có biết đâu, nhiều thợ vườn á, mà người ta, mình nói thợ vườn đó là sử dụng chỉ có gai ha, xong rồi lụi đại sai từng da, thành ra nó sát cái lớp da bên trên quá. Xong rồi nhiều khi á, các bác sĩ họ nâng mũi á, họ phải lấy từ từ nhất có thể, vì trong cái chỉ nó có gai, nếu mà kiểu kéo kéo mạnh quá là coi như đi luôn cái lớp da đó, là coi như cũng không có thể làm mũi được đó. Mà các bạn chưa có biết, chỉ nâng mũi nhét vào đó 6 sợi, 8 sợi, 12 sợi tùy vào mỗi người, nó nằm một cục ở trong đó, nó kết lại với nhau rồi sau mình nó hình thành bao sơ, rút ra và nguyên một cái bao sơ luôn. Thành ra những mà bạn nào mà nâng mũi bằng chỉ xong rồi đó, thì sau khi mà nâng chỉ xong á, những cái ca đó phải theo dõi cực kỳ luôn, tại vì nếu mà không theo dõi kỹ á, là rất là dễ bị viêm và cái tình trạng nó cũng sưng nhiều hơn, lâu hơn so với người bình thường. Các bạn á, mà đã nâng mũi bằng chỉ rồi á, thì khi mà đi nâng lại mũi bằng cái phương pháp ví dụ cấu trúc hay bán cấu trúc gì cũng vậy, thì cái phần lớp da bên trên của các bạn á, nó cũng kém đi cái sự nụt nà và nó cũng không có đẹp hơn nữa. Nói chung là nó sẽ không có bằng so với việc các bạn để nguyên thủy làm, hoặc là người ta làm những cái phương pháp nâng mũi cũ rồi đó thì người ta thay lại, thì dù sao nó vẫn tốt hơn là đối với việc nâng mũi bằng chỉ nha. Rồi á, như hồi nãy mình nói đó, nâng mũi bằng chỉ á,
là sau khi làm xong cái việc hậu phẫu nó rất là vất vả, các bạn sẽ bị sưng rồi các bạn cũng phải uống thuốc nhiều hơn so với người khác, chăm chút tất cả phải kỹ, ngoài ra ít ra còn phải có những cái ống dẫn lưu nữa để nhìn nó, nói chung là nhìn nó bi thương lắm. Mà đối với cái phương pháp đơn chỉ bằng mũi nha, mình nói thiệt với các bạn nó đâu có rẻ đâu, nó cũng xem xem với nâng mũi bằng cái phương pháp bán cấu trúc. Mà mình không hiểu sao các bạn nghe những cái lời ngon ngọt xong rồi có thể là cái phương pháp đó nó quá nhanh gọn lẹ khiến cho các bạn thích á, xong mấy bạn làm ngay, xong rồi vài năm thì nó cũng sẽ tan hết thôi, và những bạn nào thì lại sợ đau lại tiếp tục làm nữa. Nhưng mà cái phương pháp nâng mũi chỉ đó nó đâu có thể kéo dài được vĩnh viễn cho các bạn đâu, nên thành ra là tại sao cứ phải đi làm tới làm lui mà lại là cái phương pháp nâng mũi chỉ không chính thống, lạ quá. Cũng là phái nữ, chị em bánh bèo như nhau thôi, và mình rất rất hiểu tâm lý của các bạn. Chúng ta là những người có cái nhu cầu làm đẹp rất là cao, dường như là mãnh liệt, ai cũng muốn là trung tâm, ai cũng muốn có một cái sức hút, ít nhất là đối với người mình yêu đúng hay không, thành ra ai cũng muốn sở hữu một cái diện mạo cho ít nhất gọi là tươm tất xinh đẹp đấy. Thì mình rất hiểu cái tâm lý của các bạn, chính vì vậy nếu mà các bạn đã có những cái khát khao đó thì hãy đi thẳng chứ đừng có đi đường vòng. Và trong cái video này và cũng như cái hình ảnh mà mình đã show cho các bạn coi cái tác hại của nâng mũi bằng chỉ đó, thì mình mong là mình cảnh tỉnh được các bạn về cái hậu quả của phương pháp nâng mũi bằng chỉ, và chúng ta những chị em đánh bèo hãy là những người làm đẹp một cách thông thái nha. Và những bạn nào có những cái lăn tăn muốn chia sẻ, muốn hỏi nhiều hơn thì có thể comment ở dưới cái kênh YouTube của mình thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Mình chắc chắn với các bạn là mình check email rất là thường xuyên. Còn những bạn nào á mà muốn inbox riêng, chat riêng hoặc là hỏi thì các bạn cũng có thể tìm Facebook của mình bằng cái code là Rin Nguyễn 1122, viết liền luôn mà không có dấu, Rin Nguyễn 1122 đấy, thì các bạn sẽ tìm được ngay mình thôi. Và các bạn cứ thoải mái vào đặt câu hỏi và mình sẽ cố gắng giúp các bạn trả lời một cách tốt nhất bằng những cái kiến thức mà mình biết mà mình học được đó, cũng như trong và ngoài nước luôn, thì cái gì mà mình biết thì mình sẽ trả lời các bạn hết, không một chút giấu giếm nào, mình hứa. Và cũng đừng lo lắng là tôi hỏi nhỏ này thế nào nó cũng mồi chài tôi, hoặc là nó cũng lấy tiền, hoặc là nó cũng kéo tôi làm dịch vụ của nó. Cái này thì mình nghĩ là mình không cần phải giới thiệu với các bạn nhiều về cái tính cách cũng như là cái phương châm làm việc của mình đâu. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Mình mong là video này sẽ giúp ích được cho những bạn nào mà đang có nhu cầu sắp đi nâng mũi hoặc là đang định nâng mũi bằng chỉ, thì hãy nên cân nhắc thật là kỹ xem cái nào là nó tốt nhất cho các bạn và tiết kiệm chi phí cho các bạn. Mình là một người kiểu như là rất là tính toán kỹ lưỡng từng tí từng tí từng tí, không những về cái đẹp mà cũng như sự về tính kinh tế trong cái chi phí cho mọi người nữa. Thì thành ra là mình thấy cái sự mà nâng mũi bằng chỉ và nâng mũi trọn đời á, nó chênh lệch nhau rất là cao. Ví dụ như nâng mũi trọn đời giá nó ở đây thì nâng mũi bằng chỉ mà các bạn theo hoài là nó đi 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 lên lên hoài luôn á, mà nó không có tốt, tại vì nó sẽ gây bao sơ mà cái mũi của các bạn nó lại không thanh thoát, mà cái mũi của các bạn nó sẽ còn kiểu như dạng càng ngày càng dày và xấu, mà kiểu như nhìn tràn tràn không có đẹp một tí xíu nào hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.